Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Bộ Đặc Jimmy. Hôm nay lại quay lại series sao bạc thì mình đang có cảm giác là càng ngày cái sao bạc mình càng rút ngắn lại. Thì những cái bạn mình sau đã sắp hết rồi. Theo như mình cảm giác đục cái gì vậy? Làm hết hồn mấy anh niên có mấy con kỳ đà giật mình. À, tự nhiên kỳ đà mà cưỡi lên cả lưng luôn nha. Rồi sau cho anh em thấy luôn những con kỳ đà. Ai, con thấy chưa? Rồi Tú. Mấy kỳ đà nè. To vãi. Wow. Trời ơi. Tao nhìn tao sợ nó đụng vô. Giống cá sấu nha. Rồi kỳ đà nè, nó bò nè. Dắt giống như dắt chó được đi chơi rồi. Đâu, thanh niên kỳ đà cho được đi chơi rồi. Thanh niên ghép ba cách chữa. Rồi quay lại vấn đề chính thì hôm nay mình sẽ sao bạc cho 501 anh em của mình. Đừng quên like video và nhấn subscribe đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bạn đầu tiên mình sao bây giờ sẽ là bạn nào đây? Bạn đạt đô này đã qua rồi nha bạn. Bạn đạt đô này là mình qua lâu lắm rồi. Mình sẽ like cho bạn thôi. Và tiếp theo mình sau là bạn Võ Tuấn Hoàng. Với avatar là một thanh niên đang ngồi ở bờ sông. Không biết buồn tình hay buồn đời chuẩn bị nhảy xuống tự sát hay sao. Còn hình bìa là không có tôi họ vẫn hạnh phúc đấy thôi. Không có tôi họ vẫn là hạnh phúc đấy thôi. À giờ sau cho bạn nha, cho bạn đỡ buồn. Ở Gamen hiện tại mình đang đăng nhập trong cái web vua hải tặc .online. Ok, bạn Võ Tuấn Hoàng chơi bên vua hải tặc .online nha các bạn. Mình đã đăng nhập thành công rồi, bây giờ mình sẽ vào. Adu, hiện tại server này vừa mới ra server 3, server Usopp. À, mình sẽ vào server 1 Luffy. Tại vì theo mình nhớ thì cái acc này là server 1. À, giờ mình vào nha, sau cho bạn luôn. Acc này mình nhớ là mình đã sau rồi. Adu, tài khoản bạn đã bị đăng nhập từ nơi khác. Đăng lòng việc chứ alo gì đây ông nội. Rồi do lẹ đi, số lắc vậy. Do lẹ mình còn sau cho những cái bạn khác nữa. Đó rồi em. Đó rồi thiệt mà. Vô đi. Sao lâu thế nhỉ? Web này mình thấy nó lắc thế nào á. À, do rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành sau cho bạn. Hiện tại thì cái web này vừa ra server 3. Ngày 13 tháng 7, ra lúc 13 tháng 7 server Usopp. Đó. Nó không có thông báo ở đây. Anh em nào muốn vào chơi thì vào chơi. Rồi chuẩn, bây giờ mình sao mặt cho bạn. Trời ơi cấp 162 luôn kìa. À các bạn cấp 162. VIP chinh. Đợt chén là 2.300.000. Ngon. Trời ơi cái này là VIP lậu hay sao vậy? Sao mà vàng bạn nhiều vậy? Không biết là lậu hay không nhưng sao. Cái số tiền nào khủng khiếp cũng như là số tiền đang có trong túi khủng khiếp chứ. Không biết là tiền thiệt hay sao không? Bây giờ sao cho bạn đây. Bạn đang cưỡi chiếc máy xúc chấp bờ nè. Tên nhân vật là cô ấy không nhớ tôi. À được. Cô ấy đã quên tôi rồi bạn ơi, rất là buồn. Kỷ niệm rất là buồn, thương tiếc. Nhưng mà chính hiện tại đang sở hữu hai dòng SS cộng. Sắp lên dòng cam rồi đó bạn. Nhưng mà tiếc là chưa lên nổi. Sắp lên rồi chứ chưa lên. Rồi, đồ đen thì cũng rất là nhiều. Mang giá quậy là trái côn trùng để biên lại tăng sức mạnh. Và giá kilo. Ken Haki không chơi. Robin không chơi. Meta 2 không chơi. Luffy trẻ trâu có chơi luôn à. Cái gì vậy? Đây là đồng đội thứ 6 hay sao nhá. Không có luôn. Giờ là thứ 6 là Luffy mình sẽ mang vào. Rồi chuẩn rồi đó. Rồi tiếp theo bạn chơi là ai đây? Nami Sura không chơi luôn nè. Rồi Kaya Sura có chơi nhưng mà không có mang chát quỷ. Rồi được. Rồi tiếp theo là ai đây? Bên đây. Rồi Yume Sura không chơi luôn. Lao Sura. Vậy Neko Neko với tri thức đã tăng vật công. Đây là Hody hồi xưa của mình là không chơi luôn. Medela có chơi mang trái lưỡi dao dài. Ui Senji Sura. Trời ơi liên quan cước. Anh ấy đạp như một vĩ thần. Rồi Shirase có luôn mà không chơi. Mắt nhiều hầu. Rồi đó là những cái con tướng mà bạn chơi. Về bếch cưỡi thì có những con tướng này thì chúng ta cũng đã biết hết rồi. Sư tử nè. Sư tử Richie. Motobaro với máy xúc chấp bà à, tổng cộng là 4 con. Và trí tuệ nữa. Rồi còn về thời trang thì bạn có 10 bộ. Rồi 10 bộ thì nó cộng thêm cục điểm rất là nhiều nữa bạn. Rồi về bet. Bet thì bạn có ui quá trời bet luôn, 11 vàng bet luôn. Trời ơi, đây thực sự là một cái acc mà mình từng sau mà nhiều bet nhất từ trước tới giờ. Chưa bao giờ sau cái acc nào mà nhiều bet thế này các bạn ơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 con. Thiếu một con nữa là 10 con rồi. À, còn bet phụ thì sao? Trời ơi. Anh em sốc cân bằng. Không biết tại sao. Tại sao có chuyện cân bằng ở đây nhỉ? Rồi về túi đồ nha. Rồi thẻ bài. Đây là web lậu rồi, mình đang nghi ngờ là web lậu đây mà không biết có phải hay không.
vui đặt chấm online nên nó hơi có gì đó sai sai. Rồi gì đây, lực chiến của thanh niên top này là 4 triệu, mình cũng chưa có biết là web này web lậu hay web tuyệt nữa, mà tại sao số tiền vàng của bạn tới 52 vạn, rồi VIP 9 tê len nữa, không có hiểu cho lắm. Nhưng mà thôi giờ đánh đấu trường đi. Dạ này, hiện tại thằng nhỏ nhất trong đây là thằng cấp 160, thua mình 2 cấp cho nên mình sẽ giết nó. Đặt tên gì giờ? Thôi nên đặt tên bá đạo này, đặt tên gì giờ? Ok rồi, giết rồi. Trời ơi, dư con máu luôn. Ông máu lòi ra ngoài luôn, đáng lòng nè. Đây là cái web huyền thoại. Bá đạo được chứ. Ông máu mà dư ra bên ngoài luôn lỡ. Ui, lưu lưu. Trời ơi, nhân vật chính bên mình khá mạnh đó bạn. Mình đang có cảm giác rất là may mắn đây. Anh đang kêu mới có mạnh hay không, đánh thường vác anh coi coi. Cho không xin nhê. Yêu xìu. Làm tưởng mạnh lắm, mạnh lắm. Rồi, râm. Thì chú râm của Lao đã khiến cho mình mất máu khá nhiều. Giờ mình sẽ râm lại. Ủa, mình chưa tới tuần mà. Mirela mê hoặc nó. Rồi, chơi án luôn rồi. Nhân vật chính bao coi, mạnh không? Bao chết vô rô luôn. Rồi, mê hoặc Lao bao. Đúng rồi, dính á. Rồi, chưa chết luôn. Thằng Zoro có tới 2 ống máu lận. Ui, chích toàn bộ. À, chích thằng ngang làm hết hồn. Anh đứng ra giữa sân tưởng là chích toàn bộ địch. Ai dây được có 2 thằng. Rồi, chích thất bại rồi em ơi. A à, đù, ghê đấy. Giết được Mirela của anh là ghê đấy. Bây giờ em hồi ống máu thứ hai đi. Quá. What the hell? Sao mình nhớ nó có 2 ống máu mà không để chết rồi ta. Thế thì win quá dễ dàng. Cứ tưởng là ghê lắm, à, về cũng bắp. Giết đó. Giết nó, có thể là do ạc này quá mạnh đó bạn. Cho mình cảm nhận là quá mạnh đi. Không thể nào mà thắng nổi đâu. À, quá mạnh. Rồi à, nó lại dư ống máu đang nữa rồi kìa. Nhưng mà chính bầu không biết có chết hay không ha. Bao đi, bao đi. Rồi, trời. Đáng lòng giết được cái ống máu dư của nó à. Còn lại cái ống máu kia không giết nổi. Rồi bây giờ nó hồi lại ông máu y nguyên là dễ chơi nè. Chặn đòn. Lên nọ, 15 nọ, có nọ tiếp, đánh tiếp. Đánh tiếp, chết luôn. Ôi Senji với cú đá nguyên thoại. Cú đá bốc hơi. Đá xong cái dân chơi bốc hơi luôn. Quá mạnh, quá mạnh. Quá mạnh. Rồi nhân vật chính bao gần chết, Senji đá cái nữa chết luôn. Có vẻ trong team này Senji là thằng mạnh nhất. Theo mình nghĩ là như vậy. Chỉ là nhân vật chính. Đó, hai đứa đó mạnh lắm. Rồi cảm ơn bạn Võ Tuấn Hoàng rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đến với một ạc của một bạn tiếp theo nha. Ok, mình đã quay trở lại. Bây giờ tiếp tục với series sau ạc thì mình sẽ sao cho bạn tiếp theo. Bạn Phạm Đức Hoàng với avatar là một con rồng đỏ. Rồi còn SKT sao á, phải không? Không biết phải hay không. Còn về hình bìa thì nguyên một lớp học của bạn hay sao với cô giáo nữa. Ồ, bạn cũng lớn quá trời luôn rồi, còn lớn cả mình nữa. Sao cho bạn Phạm Đức Hoàng nha. Ok, mình đang có mặt tại Vinh My, server Vinh My. Và tất nhiên là bây giờ thì mình sẽ truy cập vào ạc của bạn Phạm Đức Hoàng mình sau. Đăng nhập thành công rồi là sao thôi. Ok, rồi bạn Phạm Đức Hoàng nha. Bây giờ bạn nào chưa like video cho mình thì hãy like cho mình đi. Cộng theo đó là nhấn subscribe, đăng ký kênh cho mình. Bạn chơi bên server 112 Quảng Trường Bắc. Ok, hãy like mạnh nào, like video mạnh vào, subscribe nhiều vào, kích quảng cáo nhiều cho mình luôn thì càng tốt. Giờ đem chờ xíu đây, cho nó loát game xíu mình vào sau cho. Rồi chuẩn bị vào map rồi. Ok. À các bạn sẽ lạc như thế nào đây? Mình mong lạc bà rò. Ui giời, cấp 94 à, chơi luôn. Hạt bạn cấp 94 lực chiến là 462k VIP 2. Số tiền đã nạp vào là 890 vàng, tức là 89.000 tiền thiệt. Đó. Nạp tầm 100.000 tiền thiệt là bạn có thể lên VIP 3 rồi. Rất là ngon. Rồi về đồng đội thì bạn chơi nhân vật chính, rèn đồ cũng khá nhiều, vũ khí, áo, nón, dây chuyền, hả, mang giác quỷ là trái kilo kilo và trái hito hito. Rồi thời trang thì mang trong chiến trường 3.000 điểm là đổi được. Rồi về Usopp, bây giờ tiếp theo là Usopp tiến hóa, rèn được vũ khí luôn, mang cái côn trùng với lại trái chuồng chó. Rồi Nami có chơi không? Có chơi luôn à? Có chơi luôn thì mang trái gì đây? Trái lưỡi dao dài, chấp bờ chạy luôn hả? Rồi mang trái không có luôn. Rồi tiếp theo bạn chơi là Mr. 2 này ít bữa mà tiến quá lên là đá ghê đó bạn, thành mặt đồ tù á, đá giảm tao chăm nổ ghê lắm. Rồi về túi đồ thì cũng có một số đồ rất là cơ bản thôi.
số đồ cơ bản, rất là cơ bản luôn. Còn trong kho thì sao? Đây, bạn đang cưỡi con bét vịt nè. Cháy mô phỏng, cháy khỉ. Rồi, ngon. Vậy là quá ngon rồi. Về bét cưỡi thì bạn đang có con vịt vịt trí tuệ. Rồi, hết, chỉ có một con thôi. Đói, nạp vào mấy chục đó là có được vịt trí tuệ này. Bét cưỡi, bét thường thì có bốn con. Đó, lên đốc trường nha. Cấp 94, thì thằng nhỏ nhất ở đây là thằng cấp 95. Thằng nhỏ nhất cho các bạn. Hơn mình một cấp đấy, chiến luôn. Ngại gì bít bẩn. Thua hay thắng gì không quan trọng các bạn, chỉ cần chiến thắng là được rồi. Đấy, ra ra ra, gãy ngứa cho anh thôi em ơi. Đánh á. Bít tờ hài đâu, đá đồ này nọ chứ. Đó, trời ơi, nó mang thời trang Halloween luôn kìa. Hèn chỉ mạnh VL. Rồi, giảm nọ nó, đừng cho nó có nọ, nguy hiểm lắm. Ừ, chưa chết. Anh khá là lì đòn, bít tờ hài khá lì đòn. Chết đi, không chết, tí nữa sẽ chết. Này thì có nộ này, trắng cây máu. Cho bờ đấm với Mr. 2 đá nhẹ rồi là chết rồi. Cái cu trắng mau không chết, trời ơi. Đăng lòng thiếu một miếng nữa. Làm Mr. 2 mà chết oan thiệt đó chứ. Này này lì đọt, à, hồi máu nữa kia. Đâu ra mà skill ngáo đá vậy. Ngáo đá này. Không chết luôn các bạn ơi. Trời ơi, nguy hiểm tới tính mạng con người quá. Nguy hiểm tới tính mạng con người quá. Chết đi mày, nhân vật chính này. Nam mày ít ra phải bao đường cá chứ đúng không ta? Mày bao đường cá trước khi chết cũng được chứ. Đó, đúng rồi, cảm ơn thần. Cảm ơn. Trời ơi, quá đẹp luôn bạn ơi, trận chiến thắng quá đẹp mắt luôn. Win nhưng mà vất vả lắm. Giờ mình sẽ đến với bạn tiếp theo. Rồi, ok, chia tay với một cái trận hình quá đẹp mắt thì bây giờ mình sẽ đến với bạn tiếp theo. Trần Thanh Dũng là bạn tiếp theo. Với avatar là một cái mình cũng không biết không nhìn rõ nữa, nhưng mà một người đang chiếc xích lô, giống như chiếc xích lô. Còn hình bìa là Chúa Giêsu ở ngoài trái đất hả? Rồi ok, giờ sau cho bạn nha. Ok, mình đã quay trở lại. Thì bạn Trần Thanh Dũng này, bạn ấy chưa có gửi nick cho mình, cũng chưa kết bạn với mình luôn. Mình vừa kết bạn với bạn ấy rồi, mong là bạn ấy sẽ chấp nhận. Rồi, với lại gửi ạc cho mình nha. Rồi, bạn tiếp theo là bạn Hoàng Lâm. Bạn này thì mình đã sau rất là lâu rồi, cho nên thôi bỏ qua nha. Bạn tiếp theo là bạn Minh Kiệt Hàng, mình cũng sau rồi. Hình này thì mình đã sau rất là lâu. Minh Kiệt Hàng là cái bạn mà Facebook bị lỗi, không có còn tồn tại nữa. Đây các bạn coi. Đó, các bạn thấy không? Không còn tồn tại nữa. Bạn tiếp theo là bạn gì đây? Rồi, like cho bạn. Bạn Phúc Nguyễn hả? Với avatar là một cái con gì đó hung hăng, mắt đỏ lè. Rồi, chắc là một con tướng nữa trong game. Bạn Phúc Nguyễn, bây giờ mình sẽ sau cho bạn. Ok, hiện tại thì mình đang có mặt tại Vinh My. Mình đã đăng nhập thành công nick của bạn Phúc Nguyễn rồi. Bây giờ thì mình sẽ vào sau cho bạn nha. Bên vui tặc Vinh My luôn á. Đâu rồi, đây, do. Anh em chờ xíu cho nó lag game nha. Bạn chơi bên server 143 Miss Monday. 43 Miss Monday, rồi ok. Miss Monday là cái con gái của ông Ken. Con cầm cây dù á bạn, có chiêu khiên một giọt đấy, đừng đùa. Rồi ok, giờ mình sau cho bạn nha. Vô lẹ nào. Anh em xem video nhớ like ủng hộ mình nha. Quảng cáo hiển thị thì cũng click vào ủng hộ cho mình với nha. Ủng hộ mình tinh thần rồi cũng như động lực cho mình làm clip tiếp. Rồi, ạc bạn là cấp 94 nữa ha. 94 hoài vậy. Rồi, ạc bạn cấp 94, VIP 3. Cái này thì VIP 3. Đầu tiên là 516k, số tiền đã nạp vào là 119.000 tiền kìa. Rồi, về đồng đội. Đồng đội thì bạn chơi nhân vật chính là điều tất nhiên rồi. Á đục, gì vậy? Sao nó lại 0% thế này? Đừng đùa với anh nha. Chơi bờ gì đi. Rồi, vấn đề gì đây? Mình cũng không hiểu là vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ là nó rất là lag. Ngáo quá đi thôi. Rồi, tuyệt vời. Tuyệt vời. Lắc rồi, tuyệt vời. Reset lại. Ok, sau khi mình reset vào lại thì bây giờ đỡ lắc rồi. Mình sẽ sau lại nha. Nhân vật chính thì đang mang cái thời trang này là thời trang sương mù. Đó, tại vì mình đã từng có nên mình biết cái thời trang này. Thời trang của bạn tổng cộng thì có một bộ thôi. Đó là thời trang sương mù luôn. Nhìn rất là giống Smoker. Đồ đen thì bạn đen là có vũ khí BB với lại áo dây chuyền. Mang trái hồng thổ 7 sao. Có trái 7 sao nha bạn. Còn trái này là trái khỉ, ghép với dừng lại. Trong khi bạn update mới của vui tạc Jimmy thì nó cho ghép được hai trái này. Báu vật thì cũng một số báu vật bình thường. Đồng đội tiếp theo là đồng đội
Loại nào đây? Cây da. Cây da thường. Cây da này rất là tiến hóa rồi. Mang trái tịnh hóa. Nam mây không chơi. Chấp bờ có chơi nè. Rồi ai nữa? Ui rồi Luffy bốc hơi. Luffy bốc hơi thật là hung hăng. Rèn vũ khí với nhẫn luôn. Ngon đấy. Mang trái Gomu Gomu cơ bản của nó rồi. Đợt tiếp theo lại đây. Ui chơi con Sadicha nè. À, cha, đây là một cái nick đầu tiên mà từ trước tới giờ mình sau mà có một cái đồng đội mới là Sadicha đấy, nhìn có vẻ cũng khá hấp dẫn. Mình sẽ đánh đấu trường cho các bạn coi Sadicha nó cỡ nào nha. Rồi bị gì đây, lắc nữa rồi, khó hiểu nha. Macau cọc 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 đây đây, lắc quá trời. Vô rồi, hên quá rồi, ba cái áo 75 luôn. Rồi tuyệt vời. Ok, cá mập mạnh vòng vàng vậy đây nè. Đó. Lật quá mình không thấy được cái gì hết. Rồi mình sẽ kiếm kho đi. Kiếm kho có gì à mấy em? Kho à đục gì vậy? Kho để mình coi kho nha. Rồi trong kho có một cái gì nó quậy, một cái này 10 vàng cũng cất giấu nữa. Trời ơi. Hung hăng nha. Rồi chiến đấu trường nha. Thằng nhỏ nhất trong đây là thằng cấp 92, nó thua mình 2 cấp cho nên mình sẽ ăn hiếp nó. Ăn hiếp thôi, ăn hiếp thôi. Ăn rồi hiếp vô tù. Chơi nó. Lạc qua đây rồi. Trời ơi là trời. Đây đây đây. Lạc quá đi thôi. Trời ơi. Cấp quen chỗ này bị gì vậy? Cá mập hay là cá lồng tông rỉa vậy? Trời ơi, giờ cái mập nó không còn cắn nữa. Rồi, vừa nói xong chạy cái gì? Đó, 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 trời ơi, phê. U rob nè. Tôi sẽ đi jam, nó có chiêu mèo quạt các bạn, rất là ngon. Mèo quạt là 100%, chắc chắn là 100% là ra. Còn chiêu thường là lấy dây quất người ta. Trời ơi, cầm giáo, cầm cái đinh ba mà cuối cùng skill được là cầm dây quất người ta. Trời ơi, nó ảo vậy, vi diệu. Vi diệu này. Trời ơi, Luffy đấm giật màn hình luôn bạn ơi. Nó đấm mà rung màn hình luôn. Có nổ lại chưa? Giảm nổ mất tiêu rồi. Ôi, thế thì bao giờ mới có nổ đây? 26 nổ rồi. Mèo quạt nè. Đó, thấy chưa các bạn? Rất tuyệt vời. Rồi, tuần sau là nó chết chắc rồi. Mày dạ con, hổ vồ mồi. Quá mạnh luôn. Chóp bờ gần chết, xong nó hồi máu lên lại. Đắng lòng. Hồi máu gấp. Đó, được. Rồi liên tiếp theo là màn quốc dây. Và do nó được hồi máu cho nên nó không có chết các bạn. Khá ngon đấy. Mình cũng biết hồi máu vậy. Và Luffy mình còn biết đấm nữa nè. Đấm đi. Mong là chết ông Urop. Luffy bốc hơi đã nổi điên rồi. Chết luôn nha con. Ôi, xe đi nó bá đạo thiệt. Nó cầm cái đinh ba mà quốc dây các bạn. Đó, các bạn thấy không? Cái dây cũng không biết nó rút ra từ đâu nữa. Khó hiểu. Rồi, hồi máu à. Tuổi mày chỉ có hồi máu thôi sao? Ui giời, ngon đấy. À, hồi máu này. Thích hồi máu này, trắng cây máu. Để Luffy giết. Mình xuống đây đánh với nhân vật chính. Luffy ăn nó đây. Đúng rồi. Luffy bốc hơi với cú đấm bốc hơi. Đấm cái bốc hơi liền. Rồi. Rồi xong rồi, không ổn rồi bạn ơi. Nhân vật chính nó khá mạnh rồi. Kiểu này thì làm sao mà win. À, có chấm nổi đây kia. Không biết bao có thấm không đây nữa. Bầu cái coi chơi coi. Rồi không xin nha. Không được nửa cây máu nữa. Bầu cái chết hết luôn. Cân tem. Luffy bốc hơi. Vậy là cuối cùng số phận của anh cũng là số phận bốc hơi. Chua, bay sát luôn. Rồi, nói chung là thua các bạn. Giờ mình sẽ đến với một ạc nữa nha. Clip 19 phút rồi hả? Sao nhanh vậy trời. Mình đã sau được cái gì đâu trời. Sao biết cửa đi cho bạn luôn. Giờ vừa kịp hết giờ. Bạn mang con vịt máy. Chỉ duy nhất một con vịt máy thôi. Rồi ok. Còn gì nữa không? Sao luôn cho nhận quà online nè. Rồi clip nói chung thì clip cũng dài rồi. Nên thôi hôm nay tới đây thôi. Mình là các bạn sẽ like video nhiệt tình ủng hộ cho mình. Cũng như là ủng hộ mình. Kết quảng cáo lấy mình. Subscribe cho mình nha. Mong là clip bắt sau mình sẽ sau thêm được cho một số bạn. Nhiều bạn nữa. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn buổi trưa tuyệt vời. Bye bye.